Vợ tôi chờ, con lại chậm đây. Hôm nay con đến thắp nhang cho cha, và con muốn thông báo cho cha biết hung thủ giết cha được tìm ra, và bây giờ linh hồn cha có thể siêu thoát. Câu chuyện của 30 năm về trước xin được khép lại. Cha yên nghỉ nha cha. Duy Long chính là thằng Chậm. Trời ơi, vụ án điều tra xong rồi, mọi chuyện là xong xuôi hết rồi. Cậu về trển, đừng xuống đây làm phiền nữa nha. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Vậy con xin phép ra lần sau con nghỉ sớm. Chú làm sao vậy? Sao tự nhiên có thay đổi thái độ rồi lạnh lùng với anh dữ vậy? Sao là sao? Mọi chuyện cũng đã xong xuôi hết rồi. Nè, chú cấm con không có qua lại với cái thằng nhà văn nữa nha. Cái gì vậy? Chú bị gì vậy? Mới hồi hôm qua, thậm chí hồi chiều chú còn nói hả, cháu rể tương lai này nọ rồi còn ủng hộ chuyện con với ảnh. Tự nhiên bây giờ chú lại. Hồi chiều là chuyện của hồi chiều. Cái thằng nhà văn đó có lo gì được cho vợ con đâu. Tối ngày nghĩ ba cái nhân vật gì trong tiểu thuyết đó, nghèo kiết xác. Không nói chuyện chú nữa. Xin lỗi con, con và nó không đến được với nhau đâu. Thà mình ngăn cản ngay từ bây giờ còn hơn là sau này mới ngăn cản thì đã quá muộn rồi. Xem trọn bộ trên ứng dụng THVLI.